chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Nga tuyên bố không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO trong thỏa thuận hòa bình. Quan chức Nga tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột với Ukraine cũng phải loại trừ tư cách thành viên của Kiev trong khối NATO do Mỹ lãnh đạo, ghi nhận nguồn tin từ báo Dân trí. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình ở Ukraine, đại diện thường trực của Moscow tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kiev cần phải là thành viên trong khối NATO do Mỹ lãnh đạo hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Việc Ukraine gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương dưới bất kỳ hình thức lãnh thổ nào hoàn toàn không được Nga chấp nhận và không thể là một phần của bất kỳ kế hoạch hòa bình hoặc sáng kiến hòa giải nào, ông Nebenzia phát biểu tại cuộc họp hôm ngày 21 tháng 10. Đặc phái viên của Nga cũng lập luận rằng hành động đe dọa hạt nhân của Tổng thống Zelensky tương đương với tuyên bố công khai về ý định vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT của Ukraine và chứng tỏ sự đúng đắn của Moscow khi quyết định tiến hành chiến dịch quân sự. Sau những lời đe dọa hạt nhân tương tự từ giới lãnh đạo Ukraine, các mối đe dọa an ninh đối với đất nước chúng tôi không thể bị loại bỏ nếu không phi quân sự hóa và phi fascist hóa Ukraine và nếu không đảm bảo rằng các quyền và tự do của tất cả công dân Ukraine được tôn trọng, ông Nebenzia phát biểu trước Hội đồng Bảo an. Nhà ngoại giao Nga gọi kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky là nỗ lực lôi kéo NATO vào một cuộc xung đột trực tiếp thay vì xung đột ủy nhiệm với Nga. Ông cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine đã mạo hiểm đẩy toàn bộ thế giới vào ngày tận thế hạt nhân chỉ để nắm giữ quyền lực. Ông Nebenzia dẫn lời của Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda khi mô tả Ukraine là một người đang chết đuối, tìm cách kéo những người đang cố gắng giúp đỡ họ xuống vực sâu. Nhà ngoại giao Nga khẳng định Moscow sẵn sàng và mong muốn có mối quan hệ láng giềng tốt đẹp với một đất nước Ukraine trung lập và không thù địch như đã được ghi trong Hiến pháp Ukraine và các hiệp ước song phương khác. Tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ tất cả tài liệu này. Mỹ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine gần 200 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự, tài chính và kinh tế, trong khi vẫn khẳng định điều này không khiến họ tham gia vào cuộc xung đột với Nga. Trong tuyên bố vào tháng 7 tại Washington, NATO mô tả tư cách thành viên của Kiev là không thể tránh khỏi, nhưng chỉ kết nạp khi các đồng minh đồng ý và các điều kiện được đáp ứng. Ít nhất một thành viên của khối Slovakia đã tuyên bố sẽ phủ quyết tư cách thành viên của Ukraine vì lo ngại điều đó sẽ dẫn đến xung đột trực tiếp với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 6 đã đưa ra một đề xuất hòa bình mới nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đề xuất này dự kiến công nhận bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng cũng như các vùng Kherson và Zaporizhia là các khu vực của Nga, duy trì tình trạng không liên kết và phi hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa và phi fascist hóa nước này cũng như dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga. Ông Putin cũng kêu gọi Ukraine duy trì tình trạng trung lập, không gia nhập NATO. Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả đề xuất của Moscow là tối hậu thư. Cuối năm 2022, Tổng thống Zelensky đã đưa ra công thức hòa bình gồm 10 điểm để đi đến chấm dứt xung đột với Nga. Trong số các điểm của công thức hòa bình này, có yêu cầu Nga rút hết quân khỏi lãnh thổ Ukraine, khôi phục đường biên giới năm 1991 cho Ukraine và bồi thường chiến tranh cho Kiev. Triển vọng mờ nhạt của kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Ukraine đề xuất. Vào tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lần đầu công bố kế hoạch chiến thắng trước công chúng trong bài phát biểu trước Quốc hội. Theo nguồn tin báo tin tức, năm đề xuất trong kế hoạch là lời mời Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngay lập tức, tăng quy mô cung cấp vũ khí của phương Tây, dỡ bỏ mọi hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí chống lại các mục tiêu bên trong nước Nga. NATO triển khai năng lực răn đe chiến lược tại Ukraine, đầu tư của phương Tây vào nền kinh tế Ukraine và đóng góp của Ukraine vào an ninh châu Âu trong tương lai khi chiến tranh kết thúc. Ông Stefan Wolf, giáo sư an ninh quốc tế tại Đại học Birmingham nhận định, xét về mặt quân sự, ba yêu cầu đầu tiên trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine là quan trọng nhất. Tuy nhiên, xét về mặt chính trị, chúng hoàn toàn không có triển vọng khi cuộc giao tranh ngoại giao trong tháng qua là chứng minh rõ ràng.
Trong khi đó, xác nhận duy nhất cho đến nay từ Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot về kế hoạch này cũng chỉ là sự xác nhận có điều kiện. Trong chuyến thăm Kiev vào ngày 19 tháng 10, ông Barrot bày tỏ hy vọng kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky sẽ đạt được tiến triển và tập hợp được số lượng đông nhất có thể các quốc gia ủng hộ kế hoạch này. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như đang bị nhiều đối tác chủ chốt của ông Zelensky phớt lờ. Bài phát biểu của ông Zelensky về kế hoạch chiến thắng tại Quốc hội diễn ra sau những bài phát biểu trước đó với các nhà lãnh đạo tại Mỹ vào cuối tháng 9 và nhiều nước châu Âu vào đầu tháng 10. Tại Washington, Ukraine đã nhận được đảm bảo hỗ trợ trị giá 8 tỷ đô la Mỹ cho viện trợ quân sự. Tại châu Âu, chỉ có Đức cam kết hỗ trợ quân sự thêm 1,5 tỷ đô la Mỹ. Khoản này sẽ được cung cấp chung với Bỉ, Đan Mạch và Na Uy. Các cuộc họp ở London, Paris và Rome không đưa ra cam kết mới hữu hình nào cho Kiev. Hơn nữa, một cuộc họp rất được mong đợi vào ngày 12 tháng 10 của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine gồm 57 quốc gia phương Tây, còn được gọi là nhóm Ramstein, đã bị hủy bỏ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden hủy chuyến thăm Đức do sứ mạo mưu tên. Cuộc họp sẽ diễn ra dưới hình thức trực tuyến vào tháng 11. Chuyến thăm Đức được lên lịch lại của ông Biden cuối cùng đã diễn ra vào ngày 18 tháng 10. Sau đó, ông Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức một cuộc họp. Tất cả các nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ Ukraine, nhưng không đưa ra cam kết viện trợ bổ sung đáng kể nào cho Kiev. Trước khi rời Đức, ông Biden tái khẳng định các đồng minh chưa đạt được đồng thuận về việc cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa và cho phép sử dụng chúng để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, điều mà Ukraine từ lâu đã yêu cầu và là yếu tố cốt lõi trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Ông Zelensky không được mời tham dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo Mỹ, Đức, Pháp và Anh, song ông đã có cơ hội phát biểu trước các nguyên thủ quốc gia, quan chức chính phủ trong EU và các bộ trưởng quốc phòng NATO tại các cuộc họp ở Brussels vào ngày 17 tháng 10. Tuy nhiên, không có cuộc họp nào đưa ra kết quả báo hiệu bước thay đổi cần thiết trong sự ủng hộ của phương Tây nhằm xoay chuyển tình thế trong cuộc chiến với Nga theo hướng có lợi cho Ukraine. Những khó khăn và hạn chế của EU trong việc duy trì mặt trận thống nhất đã được thể hiện rõ trong các kết luận của Hội đồng rằng sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự theo cách hoàn toàn tôn trọng chính sách an ninh, quốc phòng của một số quốc gia thành viên và tính đến lợi ích an ninh và quốc phòng của tất cả các quốc gia thành viên. Một số quốc gia thành viên gồm Hungary và Slovakia cũng phản đối tư cách thành viên NATO của Ukraine. Ukraine đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9 năm 2022. Ông Zelensky tin rằng lời mời chính thức gia nhập NATO là cách duy nhất để Ukraine có thể tồn tại sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Những yêu cầu quan trọng của Ukraine vẫn còn vượt xa những gì các thành viên của liên minh có thể đáp ứng. Tân Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã nhiều lần né tránh các câu hỏi liên quan đến vấn đề này tại cuộc họp báo hôm ngày 18 tháng 10. Ông lưu ý tư cách thành viên của Ukraine là điều chúng tôi đang tiếp tục tranh luận. NATO vẫn đang nỗ lực thành lập một cơ sở hỗ trợ an ninh và đào tạo cho Ukraine như một chỉ huy chuyên trách, dự kiến sẽ đi vào hoạt động hoàn toàn trong những tháng tới, ông Rutte nói. Những cam kết từ các đồng minh phương Tây cũng được nhắc lại trong cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng quốc phòng thuộc nhóm G7. Song giáo sư Wolf nhận định vấn đề không phải là những cam kết này không chân thành hay chúng sẽ không thành hiện thực, mà là liệu chúng có đến được Ukraine kịp thời hay không. Trên chiến trường, lực lượng Ukraine đã mất kiểm soát một số lãnh thổ đã chiếm của Nga ở khu vực Kết. Trên tiền tuyến ở Donbass, lực lượng Nga tiếp tục đạt được những bước tiến ổn định, đặc biệt là ở khu vực Donetsk, nơi họ đang tiến gần đến các trung tâm hậu cần chiến lược Vorov. Ở vùng Đông Bắc Kharkiv, áp lực từ Nga cũng đã tăng lên, buộc phải sơ tán Kupiansk, thành phố cách Kharkiv khoảng 100 km về phía đông. Lực lượng Nga cũng tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng quốc gia quan trọng của Ukraine và tăng cường các cuộc tấn công vào Odessa, cảng biển đen quan trọng nhất của Ukraine, và Mykolaiv, trung tâm hậu cần nội địa quan trọng trên sông Bắc. Nga cũng giành được ưu thế trên không, một phần do Ukraine thiếu hụt hệ thống phòng không, một phần là nhờ Moscow sở hữu nhiều thiết bị bay không người lái và tên lửa có thể triển khai chống lại Ukraine. Trong khi đó, phương Tây ngày càng mệt mỏi đối với việc ủng hộ Ukraine sau 2 năm rưỡi xung đột với Nga, một phần là do tốc độ chậm chạp trong việc đưa ra các cam kết bổ sung và thực hiện các cam kết hiện có. Ngoài ra, còn có sự không chắc chắn về kết quả của cuộc bầu cử Mỹ vào ngày 5 tháng 11
và các vấn đề mà Đức, Pháp và Anh phải đối mặt trong nước. Tất cả đều chỉ ra thực tế rằng các đối tác chính của ông Zelensky có thể đã không còn ủng hộ ông nữa. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên cập nhật những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.